Chào mừng tất cả quý vị nha. Hôm nay Bi có một cái đầu CD. Đầu CD này của hãng Akram Alpha, một cái hãng đến từ nước Anh nha quý vị. Và model của cái CD này là Alpha 9 nha. À nhầm, Alpha 7. Số 7 rõ ràng nhưng mà đọc Alpha 9. Bị lì tại vì bán cái dòng 9 cũng có bán rồi. Đây là Alpha 7 nha quý vị. Cái con Alpha 7 CD này nó được sản xuất tại Anh. Nguồn điện của nó là 230 nha quý vị. Nên quý vị dùng khỏi bị cắm nhầm điện nha. Trên này thì cái dòng này thì nó có hay bị mờ cái chữ nè quý vị. Âm ly cũng vậy, nó rất là hay bị mờ luôn. Có mờ. Và cái remote riêng của nó thì không có. Nhưng mà bị có cái remote ma răng nè quý vị. Cái remote ma răng này xài được luôn nha. Xài bấm play, stop, chọn bài. Rồi qua bài. Còn quý vị khi mà chúng ta bấm chọn bài mà bấm chọn bài bằng số này thì quý vị bấm thêm cái chọn số xong, quý vị chấm thêm nút play nữa thì nó mới hát. Còn quý vị chọn qua bài mà bấm cái hình tam giác qua lại này thì chúng ta không cần nha. Bây giờ bây thử mở một cái bài nhạc cho quý vị nghe nha. Rồi bấm số nè, cái bị bấm play. Nó đang đọc đĩa. Bấm qua nè, bấm qua bài số 2 hiểu anh thì không có bấm hình lại nha quý vị, đọc rất là nhanh luôn. Biết nói Màu gì cái đèn của nó, cái màu cái chữ này, cái chữ màu xanh lá chuối non đó quý vị. Đây, qua bài tiếp nè, đọc cực kỳ nhanh luôn quý vị, qua bài nhanh lắm luôn. Stop nè, số 7 nè. Rồi nhớ nha quý vị, cái remote của nó là remote ma răng chứ không phải là remote là Akram ha. Quay đến lưng luôn cho quý vị xem. Này nó trên lưng nói chung là còn rất là ok, nói chung là có cái chữ nó đầy trầy, không phải đắt trầy mà nó mờ mờ thôi. Thế sao nè quý vị, Made in RUK nha quý vị. Điện là 230. Bi đang sử dụng cái dây AV Bi bán luôn nè. Cái dây AV này Bi bán 1 triệu mốt một bộ nha quý vị. Dây AV Acouphen. Và quên báo giá luôn con đầu CD này nữa chứ. 5 triệu 700 ngàn. 5 triệu 700 ngàn nha quý vị. Quý vị nào mà có con âm ly Akram Alpha này rồi, quý vị mua cái bộ này thì nó đồng bộ luôn nè. Tại vì thường là âm ly Alpha 7 nó được đi với CD 7 rồi Alpha 9 đi với CD 9 quý vị, cái kiểu thì giống y chang luôn, không khác gì hết. Để coi cái remote này, bấm mở đĩa ra, tháo đĩa ra để từ lâu coi nhìn. Rồi bây cho tháo đĩa ra này. Đó, cái khay đĩa của nó đúng quý vị. Cho vào bấm một phát coi nó đập đĩa nhanh không nha. Hồi nãy giờ qua bài rất là nhanh rồi đó. Rồi, rất là ok luôn. Mắt còn rất là tốt nha quý vị. Mức giá là 5 triệu 700 ngàn. Remote thì remote của Marantz, không phải remote của Akram. Điện 230 được sản xuất tại Anh luôn, Made in UK. Nó có mờ mờ cái chữ gì đây, cái chữ play này, stop này, nó hơi mờ, vẫn còn nét nha quý vị. Nhưng mà nó hơi mờ, đợt trước mình cũng có bán một cái bao cũng có bị mờ. Thì thường mới thấy âm ly
giờ đến đồ đĩa cine thì vẫn hay bị mờ luôn. Rồi quý vị đừng quên là Bay vẫn bán USB vỏ cứng kiếp nhạc sẵn nha. USB với dung lượng 128GB. Đây cái USB của mình đây, thì Bay bán 800.000, nhạc lớp lấy chất lượng cao. Và trong cái USB này thì nó chứa nhạc Việt, nó không có nhạc Tây. Còn quý vị muốn nghe nhạc Tây thì quý vị mua ổ cứng nha quý vị. Tại vì cái dung lượng ổ cứng nó nhiều hơn nó mới chứa được, chứ không có khác nhau gì nha quý vị về chất lượng. Giờ ổ cứng thì 2 triệu. Còn quý vị là thích nghe nhạc Việt không, nhạc bolero trữ tình, nhạc chiến không, thì quý vị mua cái USB này đi với gần 2.000 bài nhạc. Số điện thoại của Bay là 0907386304 nha quý vị. Quý vị đừng quên, quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để quý vị ủng hộ Bay, và quý vị liên tục nhận được những cái video mình Bay up lên nha quý vị.